Chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Một buổi chiều ha. Đây là những cây sống đời con của mình nè mọi người. Chiều hôm nay thì mình sẽ tưới rừng rỉ cho cây sống đời này. Sau gần một tháng ngắt đọt và nhân giống thì tới thời điểm hiện tại thì vườn mình có hơn 1.000 con giống rồi. Hơn 1.000 con và cây nó đang ra rễ tương đối tốt. Cây này là từ lúc mình ngắt đọt tới thời điểm hiện tại là gần một tháng rồi đó mọi người. Thì nhổ lên một cây cho mọi người xem cái bộ rễ nó phát triển tới đâu ha. Rễ phát triển rất là mạnh này. Rễ trắng muốt này. Ra cũng tương đối nhiều ha. Đấy, mọi người thấy không? Một cây. Cây này là thuộc dạng bự á. Bự nhất. Có những cây nhỏ nhỏ hơn này. Cái này thì mình nuôi một tháng nữa thì nó bự á mọi người. Từ lúc mà mình ngắt đọt tới nay thì mình chưa có tưới cho cây dự cử rừng rễ cự phân nào hết trơn. Hôm nay thì mới là cái cự phân đầu tiên này. Rừng rễ chứ không phải phân đâu mọi người. Tính ra cái cây mà bộ rễ mạnh như thế này ha thì mình tưới phân cũng được rồi ha, nhưng mà do ở chỗ mình á nguồn nước nó đang thiếu. Đang nước phèn đó mọi người, nước cho nên là mình cũng nhát phân. Tưới rừng rễ đi cho nó chắc ăn ha. Sau khi mà tưới cái cự này thì tầm 10 đến 12 ngày nữa thì mình tưới cho cây một cự vừa rừng rễ kết hợp với phân nữa thì tới lúc đó là cây nó xuất vườn được rồi. Cây nhìn như vậy chứ bộ rễ nó cũng còn đang yếu này, cái lá xung quanh nó còn viền đỏ mà cây lá nó đang mép mép á, không có được xanh. Đó. Này mình cần phải thúc đẩy ha. Đây mọi người thấy không, lên được một cặp đọt rồi đây này, khá là nhanh. Ở đây thì mình có thêm một số cây cây mà mình để ở trong cái bầu nhỏ như thế này này. Tại vì mình thấy nhiều người mua con giống á, người ta thích khi mà cái cây nó giao tới ha, có nguyên cái bầu. Cho nên năm nay mình có làm thêm một số cái này. Và mua một số loại chậu nhỏ hơn. Cái này là mình mua thí nghiệm thì mình thấy cái chậu này nó nhỏ quá. Hồi nãy đây mình vừa mới đi mua cái loại bầu đen nó bự hơn chút. Đây mọi người thấy không, rễ nó ra rất là nhiều rồi. Cái này thì giao tới mọi người thì nguyên bầu như vậy ha. Cây này cũng rất là đẹp. Đang làm thí nghiệm thử xem nó có thối không mọi người. Chứ năm trước mình ương vào trong cái vị á, mình gieo, mình ngắt đọt, mình cắm vào trong cái vị thì nó thối dữ lắm. Mưa xuống là nó hư hết không à. Cho nên năm nay mình lựa chọn tách riêng ra vậy này. Mỗi năm thử nghiệm mỗi cái. Cái nào thích hợp, cái nào mà ít tốn kém mà hiệu quả thì mình làm. Cái này thì nhìn bề ngoài thấy là cái rễ luôn ha. Nhưng mà cái này còn nhỏ lắm, phải nuôi thêm. Để cây nó lên được thêm một đọt và lá nó nở to ra thì lúc đó mình giao mới được. Rễ mạnh mới giao đi được mọi người. Tại vì trong cái quá trình vận chuyển á, nó có sự động chạm ha. Đây, những cây này nó rễ nó cũng lên mạnh đây này. Đó. Những cái chậu 6 này thì mình nuôi được lâu. Nếu mà mình vô một cái con giống mà vô chậu 6 như thế này, mình nuôi được 2 đến 3 tháng. Có khi là 4 tháng mình thay chậu mới được. Còn như những cái con nhỏ như thế này thì mình phải thay. Cái này là mình làm thêm để cho biết. Đó, bên cạnh sống đời thường thì mình cũng có sống đời Thái này, sống đời Đà Lạt này, cũng đang nỗ lực làm con để nhân giống. Đó, quay vào buổi chiều cho nên nó chả nắng, nhìn nó không có được xanh mướt ha. Quay vào buổi sáng thì đẹp hơn. Đó, đọt nó cũng đang lên này. Thời điểm hiện tại thì mình chăm sóc sống đời thường, sống đời Thái thì giống như nhau hết. Tưới phân xịt thuốc cho cây thì xịt chung toàn vườn ha. Đó, mọi người thấy không, nhà mình có mai tàn này, mai ghép này, táo Thái á, xịt thuốc chung cho toàn vườn. Còn tưới phân thì tưới cho sống đời thường thì cũng tưới cho những cây này một ít. Đang nỗ lực cố gắng, năm nay sẽ cố gắng làm nhiều sống đời Thái này một chút. Đấy. Còn bên này là mới nhân ra tiếp này. May mà mình làm ở trong trại mọi người ạ, cho nên là làm được cả buổi trưa, cả nguyên ngày. Chứ nếu mà tầm này mà không có trại là không thể nào mà đi ra ngoài trời mà làm nổi. Mọi người thấy không? Cây nó ương ở trong trại cho nên sức sống nó cũng được mạnh hơn. Nhà mình tưới phân, tưới thuốc đến cây, cây khỏe mạnh và sạch bệnh. Còn đây là một số con giống mà mình cảm nó cầm đọt đây này. Tới thời điểm hiện tại là tới thời kỳ để tách ra rồi đó, rễ ra đây này. Đấy. Chắc tầm 1-2 ngày nữa thì mình sẽ sắp xếp công việc để tách nó ra ha. Mọi người thấy không? Rễ ra như thế này là mình tách.
tách cái cây nó phát triển được mạnh hơn là cái thứ nhất. Thứ hai là nó không có bị thối. Chứ nếu mình để khít khít vào nhau như thế này là thêm 2-3 tuần nữa là cái kiểu như là lá nó chen lên nhau vậy đó. Mình tưới nước là nước nó đọng lại là nó sẽ thối. Rễ ra rất là mạnh, ok luôn. Lứa này cũng rất là đạt. Hầu như thì mình nhân sống đời, nhân giống sống đời á là tỷ lệ thành công là 100% luôn mọi người. Mình thấy đọt nào nó cũng sống hết trơn à. Bữa giờ nhân nhét tầm nhiêu đây mà chưa thấy có đọt nào mà bị chết hết. Đấy. Còn đây là cây mẹ của mình. Đó. Cây mẹ thì cũng đang cố gắng chăm sóc đây. Tại vì nguồn nước nó không có được ngon cho nên nó ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình luôn mọi người. Đó. Đang lên này, một cây như thế này thì mình ngắt được cũng được 2 lần đến 3 lần đọt rồi. Một lần như vậy thì chỉ ngắt được 5 đến 6 đọt thôi, không có được nhiều đâu. Đó, một lần như vậy mình cũng không dám ngắt hết, mình ngắt vừa vừa thôi để cho những cái lá nó còn nuôi cây. Đó, ngắt rồi lùi cái sợ nhiều khi á nó bị chết đó mọi người. Đó, cái này thì tầm 10 ngày là mình mới bắt đầu ngắt. Những cái đọt nào đủ lá thì mình mới ngắt ha. Còn chưa thì từ từ. Đó, chỉ còn được một tháng nữa thôi. Nay cũng đã gần cuối tháng 3 rồi. Đến cuối tháng 4 là mình ngưng ngắt đọt rồi. Tại vì lúc đó là chỉ có làm con giống và giao cho mọi người thôi. Đó, làm bông là nó có cái thời gian, nó kỳ lượng về thời gian, đi bị bó hẹp ha. Cũng khá nhiều. Năm nay do mình bán bông Tết nó hơi ế cho nên là mới dư lại nhiều cây con sống đời để làm giống. Nói vậy chắc nhiều người cười nhưng mà đó là sự thật. Còn đây là những con giống mà mình đang đang cầm đọt nè. Mình ngắt cách đây 2 ngày 3 ngày rồi, nhưng mà hôm nay thì mình mới cầm. Mỗi lần mà mình ngắt xong như vậy là mình để ở trong cái thùng như thế này ha. Ở trong trại như vậy tầm 2 đến 3 ngày để cho cây nó rụ xuống này, nó héo lá một chút. Đó, nó rút bớt nước này, đồng thời là cái bếp ở sau này này nó khô lại. Đó, thì lúc đó mình mới nhân giống. Làm bằng cách này thì mình thấy nó cái tỷ lệ thành công nó đạt hơn nhiều. Gần như là mình nhân giống là 100% là đạt đó mọi người. Đó. Và thứ hai nữa là cái tốc độ nó ra rễ nó nhanh hơn. Không biết mọi người thế nào nhưng mình là mình thấy như vậy đó. Cứ một đọt như vậy thì mình cắm vào trong chậu. Mục đích của mình cắm vào trong chậu như thế này là để cho những cái đọt này nó rửa vào nhau. Lúc mình tưới phân lúc mình tưới nước á nó không có bị bật cái đọt lên ha. Còn nếu như mình bây giờ mà trực tiếp mà cho nó vô trong cái chậu á, tưới nó cứ lật lên lật xuống cho mọi người ơi. Cho nên khó tưới lắm. Đây khoe với mọi người này. Mình đang đầu tư cái chậu nhỏ xíu như thế này để làm con giống này để giao cho mọi người. Cái chậu này thì to hơn cái chậu kia khá nhiều đó. Đó. Và mình thấy cũng vừa tầm. Đấy, bô mẫu một con này này, thấy cũng ok ha. Cái này ở dưới này thì người ta có dùi lộ sẵn. Cái lứa đọt này mà đứng đọt lên là mình bắt đầu ra cái chậu nhỏ như thế này. Nó vừa tiết kiệm. Đó. Cái này thì đủ sức nuôi. Nuôi thì chắc tầm cũng được 2 tháng. Cái bầu này là nuôi được tầm 2 tháng á. Lấy cái bầu này để lại so sánh cái bầu trắng cho mọi người xem nha. Tại vì mình thấy cái bầu này nó bự hơn. Nó phù hợp hơn với cái cây này. Đó. Và giao đến cho mọi người thì bộ rễ nó cũng đẹp hơn ha. Còn bầu trắng này thì mình làm thử nghiệm này mình thấy nó hơi nhỏ này. Đó, đứng cạnh hai bầu với nhau ha. Bầu này á, bầu trắng này nó nhỏ quá so với cái cây. Đó. Bầu nhỏ thì mình nuôi cái cây nó ốm á. Để khít vào nhau thì nó ốm. Để riêng ra thì nó lật ngang lật ngựa. Thế thấy cái bầu trắng, cái bầu đen này nó đẹp hơn. Mọi người có quan tâm thì cứ cho mình ý kiến nhé. Nên là bầu đen hay bầu trắng ha. Hơi dài dòng nhiều quá. Đi lại cái phần rừng rệ. Ôi rừng rệ thì không có gì đâu mọi người. Đó. Chỉ là đi khoe cái vườn sống đời là chủ yếu thôi. Chứ tưới rừng rệ thì mọi người mình thấy cây sống đời này tưới loại nào cũng được. Có điều nhà mình thì hay dùng loại này này. Và đang sử dụng loại này. Cái này nhìn cái hộp na ná giống nhau nhưng mà cũng có nhiều nhiều cái chữ thương hiệu nó khác nhau đó mọi người. Đó. Ở đây thì có này, ra rễ cực mạnh này, thúc đẩy chồi mạnh, xanh lá dày lá, mập thân mập ngọn. Đó. Từ thời điểm bây giờ trở đi là mình bắt đầu tưới rừng rễ đều đặn. Rừng rễ thì có thể là 5 đến 7 ngày tưới một lần ha. Còn nếu như phân thì nên 10 đến 12 ngày hoặc 15 ngày. Tại vì phân thì nó khác còn rừng rễ thì nó khác. Và cây con như thế này thì mình như đã nói lúc trong đầu video này ha, tưới rừng rễ thôi. Vì nguồn nước không được ngon
Chứ nếu mà nguồn nước mà ngon là mình tưới ếm một chút phân cũng được, một chút thôi nha mọi người, tại vì cây sống đời này nó không có hảo phân dữ lắm đâu. Đó, đó là bên ngoài. Còn ở đây là bên trong. Bên trong thì nó vàng y như cốm á. Một một cây thùng này mình tưới bằng thùng voi. Thì mình múc một muỗng. Đó. Cái muỗng ở đâu ấy? Mình múc một muỗng mà mình bỏ vô mình quậy lên mình tưới ha. Đó. Tưới đều đặn. Tầm 2 lần tưới là cây nó đâm rễ bật chồi liền. Đấy, mọi người thấy không? Rất chi là đẹp, xanh. Cái này mà mình tưới cự là rễ nó ra ăn mạnh. Đó. Thì tưới rừng rễ thì giờ mình đi tưới đây. Chủ yếu là quay cho mọi người xem về khu vườn của mình. Ai có mua sống đời thì liên hệ sớm với mình nha. Thời gian gấp rút. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc. Bye mọi người ha.